Hello, xin chào mọi người. Hôm nay anh em tôi đi gác quất nha, gác gà nước luôn nha anh em, gà đồng á anh em, gà nước á. Thì anh em nó mới mượn của thằng bạn nó con gà nước giả nè. Hôm nay để đi anh em đi gác để coi có con gà nước nào nha. Hy vọng là có gà nước các anh em. Chứ quất thì ngày hôm qua nó đi nó gặp có một con cặp quất ở Tháp này nè. Bữa nay mình review lại cho anh em xem nha, anh em theo dõi ha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Để có nhiều động lực để mình làm clip trải nghiệm hay để cho anh em xem giải trí nha. Giờ gác cả nước nha anh em, nghe mình nó đang cắm giò nè. Xin chào anh em. Mỏ cái mầm của nó luôn đó hả? Ừ. Nhìn nó hôi không thấy? Hôi phải không? Hôi. Hôi khô, hơi.
lúa bạc ngàn mà không có rồi anh em ơi, không có nhà nước rồi. Giờ anh em tôi cuốn để chuyển hướng thôi. Gì mà không có đâu. Hello anh em. Không dính con nào. Đi câu cá bể đầu nha, đi cát quất, cát cà nước cũng bể đầu luôn nha anh em.